Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mưa lớn vẫn là những thông tin đáng chú ý tại các tỉnh miền Bắc và cả Bắc Trung Bộ. Dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài tới khoảng ngày 8 tháng 8. Mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày qua rất dễ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp, nên người dân cần chú ý đề phòng. Cụ thể mưa lớn tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Việt Trì, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi còn trên 100 mm. Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trời mưa nên thời tiết hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều mát mẻ với mức nhiệt từ 29 đến 32 độ. Riêng một số nơi như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang thì ít mưa hơn. Ban ngày trời nắng nên nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn là 33 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình xuống đến Bình Thuận thì mưa ít và chỉ xảy ra vài nơi vào chiều tối. Còn ban ngày trời nắng với nhiệt độ từ 32 cho tới 35 độ. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị tới Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi còn hơn 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Ở phía Nam đã qua giai đoạn mưa lớn và nhiều nên hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên mưa chỉ còn xảy ra vào thời điểm chiều tối. Còn trong khoảng sáng và trưa, cả hai khu vực này đều có nắng với nhiệt độ tăng lên, cao nhất trưa chiều nay ở Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ là 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trên biển trong ngày và đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 tới 3,5 mét. Khu vực Bắc và giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Thưa quý vị và các bạn, trong một tuần qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn từ 150 đến 250mm, thậm chí có những nơi vượt ngưỡng 340mm, gây sạt lở ngập lụt, chia cắt, thiệt hại không nhỏ về người cũng như tài sản của nhân dân. Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện gửi các địa phương, bộ ngành có kế hoạch chủ động ứng phó với mưa lớn. Trong những ngày qua, một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn hơn 250mm như Thông Nguyên, Hà Giang 272mm, Bắc Hà, Lào Cai 314mm, Điện Biên 344mm. Mưa lớn đã gây sạt lở đất, ngập lụt cục bộ làm 2 người chết, sạt lở 67 vị trí giao thông, thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản của người dân và công trình hạ tầng. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ nay đến ngày 8 tháng 8, khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 220mm, có nơi trên 300mm. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời kiểm tra, rà soát khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp để chủ động di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.